Đó là về game. Và đó là điều đầu tiên khiến tôi lưu ý đến sản phẩm này. Tiếp theo, đó là một vật khá là thú vị, đó là cây bút. Chơi game không thì chưa đủ, phải học nữa chứ. Vâng. Kèm theo cây bút, đó là những tính năng rất là hay. Đầu tiên, tôi sẽ demo cho bạn xem khả năng viết. Một số tiện ích như là các bạn có thể khóa tay để sử dụng viết, tay không nào dễ được. Chỉ dùng viết thôi. Bạn có thể ghi chú điều này và khai sử dụng các nhiều tính năng khác như là gửi mail cái đoạn này đi. Tiếp theo sẽ là vẽ. Tôi đã vẽ sẵn cho các bạn xem. Điều đặc biệt tôi quên nói với các bạn đó là hai đầu viết đều có độ dày mỏng khác nhau, và khi cảm biến trên bản vẽ này thì đều có độ mỏng và dày cũng tương tự như nó. Bạn hãy xem, sử dụng đầu này và sử dụng đầu này. Độ dày mỏng khác nhau và đầu ngược lại của nó. Có thú vị phải không? Các bạn có thể đưa một bức ảnh chụp nào đó vào cũng được. Sau khi chụp có thể để làm background hoặc là đưa lên top. Và dĩ nhiên cũng có thể gửi cái này đi cho các bạn bè khác qua Gmail hay là lưu lại và đăng lên Facebook. Những tính năng rất là hay. Thoải mái cho việc bạn học. Nhiều bạn có khi lúc mà căng thẳng quá thì 1 cộng 1 chả biết bằng mấy, phải bấm máy tính, thì bây giờ đã có các bạn chỉ việc vẽ vào. Thỏa mãn những phép tính cơ bản nhất. Tiếp theo, khi các bạn duyệt web, nếu các bạn muốn gõ nhanh một ký tự nào đó thay vì phải bấm tạch 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 tạch, các bạn có thể như thế này. Các bạn có thể lướt đang lướt một trang web nào đó và thấy gì đó rất là thú vị hay hay, thì các bạn hãy đánh dấu lại, chọn chức năng này và quanh lại, ghi chú lên. Cái viết này các bạn có thể dùng để học tiếng Trung, tiếng Nhật, thôi nói chung là bất kỳ những ngôn ngữ tượng hình nào các bạn có thể tải về từ Google Play. Thì ở đây tôi sẽ demo cho các bạn xem một phần mềm học tiếng Trung cũng khá là hay. Các bạn có thể vẽ. Học xong các bạn có thể giải trí với cái viết này thông qua trò Kick a Rope. Game là thế, vậy các bạn có muốn sử dụng cái viết này để sử dụng thao tác như vẽ Photoshop chẳng hạn, thì có các bạn có thể bật camera lên chụp tấm ảnh bất kỳ. Mở ảnh lên, chọn chức năng chỉnh sửa hình ảnh của nó. Ở đây có rất nhiều, đây là tỷ lệ vàng, cho mọi chữ màn hình bật lên. Vậy thấy. Xeo lại.
sao, một bức ảnh tuyệt đẹp.